quá. Wow. Tìm gì đấy chú? Tìm cái nón kiểu che nửa kín nửa hở cái mặt để người ta nhìn vô là ngán liền á. Trời ơi, đây là cái mũ siêu nhân của Gà Blue khi cậu ấy hy sinh. Đeo cái mũ này vào ngầu đâu chả thấy, chỉ thấy đau lòng thôi à. Ôi giời ơi, em làm sao thế này? Ngài cứu. Em đang chế độ giảm sai. Sáng giờ chưa ăn gì, tụt mẹ nó huyết áp. Chế cái gì mà chế, người như thế này rồi còn vẫn nhìn ăn nữa. Ăn ngay cái bánh vào nhắn lên. Ủa ơi, cái này nhiều cà ló thế. Thôi, em không ăn đâu. Ôi giời ơi, sắp chết đói đến nơi rồi mà vẫn còn chế bánh có nhiều cà ló thì chắc phải cho cô ấy ăn đồ cúng. May ra mới phù hợp chế độ giảm cân của cô gái này. Hợp lý. Công chúa đây rồi, có vẻ như cô ấy đang bị nhốt trong một lâu đài của một con rồng. Đừ mơ con rồng. Ôi, cái thằng này. Đừ mơ mấy, tự nhiên đánh cái gì đây? Tổ sư thằng kia, sao mày đánh nó? Vừa lớn, đánh rồng và cứu công chúa tóc mấy con gì? Mày nhầm mẹ vũ trụ rồi, tao là mẹ rồng. Uống biotin mọc tóc của DHC nên tóc nó dài ra chữ gì mà mày vừa trả gió. Giải cứu cái gì? Ngạo à, đánh nó đi mẹ. À, mẹ mua xe mới. Ừ, hè đến Honda ưu đãi, trả góp 0% hoặc mua hàng như mẹ, được tặng điện thoại nữa cơ. Cho con mượn đi chơi được không mẹ? Được, mẹ đáng vui, hôm nay cho con đi chơi thả phắn luôn. Ủa, sao có tay phanh xe máy vứt được cửa nhà mình về em? Trời ơi, đừng bảo đấy là cái phanh xe máy của con em vứt lại ăn nghen. Được, mẹ đáng vui, hôm nay cho con đi chơi thả phắn luôn. Đói quá, gọi gì về ăn đi. Tao gọi gà nha. Ok. A few moments later. Tao tới rồi đây. Trời ơi, tưởng gọi con gà tới ăn thịt cơ chứ, hóa ra là được ăn đậm mà. Ê, em có phải là lò vi sóng không? Ơ, tại sao hả? Tại em hâm, vì cái lò vi sóng dùng để hâm đồ ăn mà. Cay tươi nhờ. Anh có phải con chó không? Ơ, tại sao? Chả sao? Giời ơi, thằng kia bị con người yêu chửi mà nó vẫn không hiểu ra kìa. Đúng ra khi người yêu hỏi anh có phải là con chó không thì phải trả lời là không chứ. Còn nếu như hỏi tại sao thì khác gì tự nhận mình là chó. Cắt tón. Không ổn rồi, thằng nhóc không hay nhì này nó phun lửa nóng hết cả mặt. Phiền phức quá, sao cứu sư phụ đây? Đừng lo, đã có sữa rửa mặt Uno số 1 Nhật Bản. Dùng xong là da mặt sẽ sạch sâu và mát lần nữa. À ha ha, mát quá, cứ phun lửa thoải mái đi con trai. Ê, giờ nó không thèm phun lửa vô mặt nữa mày ơi. Cho mượn bộ đồ y. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận.